À, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Ở đây có anh Tiến, anh hỏi là về hướng làm re-up hài hước rồi làm claim ID có nên làm không? Nên hay không lên, nên hay không nên thì xin mời anh Tiến mở mic nào. Anh Những chào câu anh hỏi Tiến, và chào cả xin Di chào ạ. anh Tiến. Vâng. Những câu hỏi nên hay không nên thì nó phải dựa trên dữ liệu của mình, nó dựa trên mục tiêu của mình, điều mình muốn làm dựa trên mục tiêu của mình, nguồn lực của mình. Chứ bản thân em cũng không thể nào trả lời được câu hỏi là nên hay là không nên. Chúng ta sẽ dựa Vâng. trên nguồn lực của bản thân rồi là cái cách cách làm đấy. Bởi vì hôm trước Claim em mới mới biết được ID. cái hướng này thì không biết là bởi vì em không có kinh nghiệm cái này thì không biết là cái hướng này nó có vấn đề gì không thầy? Tỷ lệ chết kênh cao, tỷ lệ khóa tài khoản cao, chết kênh cao, khóa tài khoản cao, mất tài khoản AdSense, thường phải mua tài khoản AdSense. Rồi là cần mình cần tham gia vào với các bên claim ID có tỷ lệ scam. Scam là có claim ID nhưng mà họ không payout, không trả tiền cho mình ấy. Nếu mà mình có mối quan hệ ấy, ví dụ như là tiềm năng bên trong mình có mối quan hệ tốt, mình chơi với cái nhóm claim ID đấy, chuyên làm claim ID thì họ có hệ thống sẵn rồi, thậm chí là nếu mà mình chơi thân thì họ đẩy traffic, đẩy view cho mình cùng luôn. Mình chỉ việc làm đấy, ví dụ thế. Đấy là claim ID, gọi là gặp được quý nhân phù trợ. Còn nếu mà mình không gặp được quý nhân, mình thấy người ta làm hay, sau đó là mình có thể tham gia vào ấy, mà thiếu mối quan hệ ấy, thì có thể là mình sẽ gặp nhiều rủi ro. Còn chết kênh là do bị đánh bản quyền ở đây. Đúng rồi, re-up các nội dung thì những nội dung, ví dụ nội dung hài hước thì các bên thứ ba họ mua các tài nguyên đấy thì có thể là kênh nó bị dính dính gì nhỉ? Dính content ID ấy, dính content ID nó quét vào. Thì một số nội dung video nó bản quyền cao theo kiểu là cấm người khác re-up lại, nghĩa là bản quyền quốc tế cao. Bản quyền quốc tế cao nó cấm không cho phép up lại trên kênh khác, thì như thế thì những nội dung video bản quyền cao đấy nó bị dính lỗi về re-up bản quyền. Thì cái tỷ lệ chết kênh, nghĩa là không phải kênh nào cũng chết đâu nhé, nhưng mà cái tuổi thọ của kênh và tỷ lệ chết kênh nó cao. Thì cái này thì em tư vấn là người mới thì không nên tham gia vào ngách này. Nếu mà ví dụ team media có mối quan hệ tốt thì có thể tham gia, hoặc là có đội nhóm tốt và kinh nghiệm tốt thì nên tham thì có thể đưa đó là một lựa chọn, là một option, một hướng đi hay là một chiến lược cho một nhóm, một team. Còn với cá nhân và thiếu mối quan hệ cộng với cả các cái kỹ năng mình chưa giỏi, chưa tốt ấy, thì cũng không nên tham gia vào claim ngách claim ID. Dạ, vâng, cảm ơn thầy. Những media lớn thậm chí là họ còn mua network, mà bỏ ra cả triệu đô mua network để chơi claim ID. Thậm chí là có nhỏ hơn thì có mua mua bản quyền mua bản quyền âm nhạc hoặc là gì đấy, sau đăng ký vào network xong là sau đó là chơi claim ID. Còn ở trên các nhóm YouTube ở trên Facebook bây giờ ấy, thì nếu mà có những người họ chia sẻ về claim ID, nếu mà nguồn gốc không rõ ràng thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận và chat chi tiết cách làm vân vân, tìm người uy tín mà chúng ta kết hợp, chứ tránh việc là kết hợp linh tinh những người lạ mình không biết thì có thể là sẽ scam hoặc là như nào đấy. Thì đấy gọi là hợp tác, là chúng ta chọn đối tác tốt ấy. Chọn đối tác Cái tốt. khó nhất là, tức là bị chết kênh đúng không? Khó nhất là cái claim ID ấy, tìm ra được đối tác tốt. Còn chết kênh thì chúng ta làm theo mô hình là theo kiểu là chúng ta mua tài khoản, mua AdSense, mua tài khoản. Đấy, chúng ta làm theo mô hình như vậy. Hoặc là claim ID thì thậm chí chúng ta cũng không cần có tài khoản AdSense, mà đối tác của chúng ta, network của chúng ta có AdSense, họ claim ID ở trên kênh của chúng ta và họ tính doanh số cho chúng ta. Thì hàng tháng họ payout cho mình. Như vậy thì chọn đối tác là quan trọng nhất. Bởi vì claim ID mình đâu có tự làm được đâu. Hoặc là tự làm thì mình phải mua network hoặc là mua bản quyền content ID của một cái bài nhạc hay là một cái đoạn video nào đấy chứ, đúng không? Nên là chọn đối tác là quan trọng nhất. Vâng, Rồi xin mời anh Nguyễn Anh Tuấn nào, xin mời câu hỏi.
Vâng, em xin phép thầy em hỏi thầy một chút là cái kênh làm về triết lý của em ấy Dạ. thì em làm short song song với cả video dài nó có ảnh hưởng gì đến nhau không thầy? Không ảnh hưởng đến nhau, phân phối hai tệp khác nhau. Quan À trọng vâng. là quan trọng ở đây là hiệu quả tới đâu. Hiệu quả tới đâu? Nó có ảnh hưởng gì đến đề xuất không? Chắc không. Không, hai cái đề xuất theo, một cái đề xuất theo từ khóa, một cái đề xuất theo theo gì nhỉ? Theo thói quen người dùng, theo hành vi người dùng, hai cái là hai hai con bot chạy khác nhau. Nó ảnh hưởng một chút ở chỗ là nó kéo về tệp subscriber ấy. Nếu mà tệp khán giả bị lệch giữa short và dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến lượt xem dài. Vâng. Thầy cho em hỏi thêm một chút là cái giọng đọc AI á. Em thì em đang dùng của VB ấy. Yeah. Thì có Xin cần kính phải chào quý lưu vị ý và các bạn. gì về vấn đề Chào mừng bản quý vị quyền và không các thầy? bạn đã về giọng đọc AI bản thân nó thì không có lưu ý gì về bản quyền cả và hoàn toàn phù hợp với chính sách để kiếm tiền với YouTube AdSense hay là kiếm tiền trên đa nền tảng. Bởi vì cái chính sách của VB, cái giấy phép bản quyền của VB là cho phép quyền thương mại trên mạng xã hội và trên đa nền tảng. Có nghĩa là chúng ta sử dụng giọng đấy để kinh doanh thương mại, sử dụng kiếm tiền AdSense hay là kinh doanh bán hàng vân vân. Đấy gọi là commercial license, full copyright và Nhưng mà commercial license là có. em hỏi có một điều là như này này, những cái kịch bản nhiều khi nó bị trùng trùng nhau giữa các kênh ấy, mình Chính xác. dùng giọng đọc AI Thế vấn thì đề nó ở có bị đây dính là content là kịch bản đúng không? không? Đấy, thế là phải biên tập lại, biên tập Vâng. kỹ. Vâng. Và tỷ lệ hiện tại với YouTube là vượt trên 50% fresh content, content mới vượt trên 50% thì nó tính là nội dung mới. Mới Thế là vâng dễ dễ hơn rất nhiều so với web rồi nhé. Web mà vâng SEO web là phải 90%. SEO vâng YouTube là chỉ có 50% thôi. Nên là nếu mà vâng mình viết hay là mình thuê team media hay là mình thuê vâng content writer viết thì yêu cầu là mình cứ yêu cầu khoảng 60% đi cho nó thoải mái, vâng đúng không? bởi vì là em thấy cái giọng đọc AI nó hay hơn của mình là thứ nhất, cái thứ hai là nó đỡ mất thời gian hơn, mình cắt ghép voi nó đỡ mất thời gian hơn. Tùy nhá, AI thì nói chung AI bây giờ đã đáp ứng rồi. Bây giờ mình coi giọng nói AI giống như là một người, giống như mình đi thuê audio ấy. Mình Vâng. thấy cái mô típ của mình nó phù hợp với giọng nói voice AI thì mình sử dụng voice AI, còn nếu mà mô típ của mình mà cần giọng người thật tự nhiên thì mình có thể dùng giọng của mình hoặc là đi thuê. Trong các nhóm thuê thì bây giờ cũng rất là rẻ thôi, cũng Vâng. 2.000 5.000 một phút đó. Thì Vâng. những nhóm chung là như vậy, còn thuê chất lượng cao thì lại khác. Thuê chất lượng cao thì Vâng. lại gặp các chuyên gia giọng đọc thì lại thuê lại khác. Vâng. Nhìn chung thị trường Vâng. chung sẽ là như vậy. Kênh thời gian tới tối ưu thì nó sẽ lên thôi. Kênh này làm tự nhiên mà đã được như này rồi thì đến lúc mà cài bài bản vào thì kênh nó sẽ phát triển lên. Vâng.